Đây, hôm nay mình cho mẹ mình ăn bánh bánh giò nha. Bánh giò này là vợ mình làm á. Bánh giò này vợ mình làm nấu nha. Thì mình tự tối giờ cũng 7 giờ 8 giờ rưỡi tối rồi. À, má mình gặp hôm nay gần tới 90 mấy tuổi rồi. Rồi sáng nay mình làm bánh giò, mẹ vợ mình làm bánh giò, tối nay mình qua mình cho mẹ nuôi cái mẹ tối nay. Ăn không? À, đen tao ba nha. Tuổi già rồi bạn thấy không, kiểu mẹ người vợ cũng lúc má cũng nhớ ba, phải cho ba ăn nữa ha. Rồi à, ba ban đi nha, ầm cái ầm ầm đó, ngon không, từ từ ăn, từ từ ăn. Thì chứ thường thường vì tuổi lớn tuổi á, thầy mà ăn nhiều cái là lạ đó bạn. Món gì má? Đừng có ăn nhân, đừng. Dạ Rồi. mới chẳng cái gì. Thì cái này là bánh bánh giò. Bánh giò thì con nấu Nhân. quanh nó làm á, nó Con nấu em vợ con cháu. làm, thì làm thì nấu ở nhà thôi, ở nhà nấu rồi mang đây cho ba. Trứng. Mang miếng đi, mang hết đi ha, ăn trứng xíu, trứng xíu. À, ngon Ăn có ăn nhân này. không? Dạ Còn cái nước nó mình thì ba mình cũng cho con cũng đi ăn hai trước lại thôi. giờ ngủ tối rồi cũng nói suốt đêm thôi. Ăn đi ba. À, má ngon không? Ăn thì tối uống miếng sữa để ngủ tối. Giờ là 8 giờ rưỡi, 8 giờ tối rồi. Thì mình đi làm mới ra thì mình cũng ghé về làm cho mẹ mình ăn chút xíu. Thì mẹ mình thích ăn là bánh bánh giò, rồi ăn những cái lộ mà những cái gì là lạ, chứ còn ăn cơm hoài mẹ mình cũng ngán đó. Thì mỗi tối thì tuổi già rồi thì rất là ăn hoài thôi, cứ thèm gì cho ăn nấy nha. Rồi má nghe đi, ai xem đi xin. À, thì tuổi già rồi, 90 mấy tuổi rồi bạn ơi. Đừng có Dạ ăn, đừng mẹ mình là rất là còn còn ăn minh mẫn, cha rồi, không còn ba nhớ. mình thì hết minh mẫn rồi, ba mình không nhớ Còn rồi, nước ba mình nó 90 còn chín nước năm rồi mặn đó, của mình hả? thì giờ là hết nhớ rồi, rất là tội. Mẹ hồi mấy năm trước thì ba mình còn nhớ Đúng vậy được, hả? nhớ mình, giờ về là ba mình hết nhớ mình rồi, thì mẹ mình vẫn còn nhớ mình nha. Thì bạn nào còn ba mẹ thì nên gần gũi nhiều hơn nha. Thì tội lắm, Mà chín mươi còn mấy tuổi là mẹ cũng như cháu là lai nhớ vàng rồi, mà. không biết rụng chắc lúc nào rụng bạn biết không. Ăn đi má. Thì mình dầm cho nó nát lên Cho ba xíu, ăn nhân. để con dầm ra cho bạn ấy chưa. Biết vào Để sao cái con bà dầm nhỏ có ra ăn rồi lão nuốt cho cơm ba, nhé. con dầm nhỏ ra Qua ban nó đi. Nói sáng đêm mà không có biết vậy bạn ơi, cho tuổi không nói sáng đêm không thôi, ăn nhiều. để con dầu con bé nhỏ cho má ăn. Thì tuổi Hay là coi nó lại hôm vừa các chín bạn. mấy tuổi rồi, thì cái tuổi này thì cũng Có gần đất nói xa nhận trời hết, nữa. nhưng mà bạn có thời gian thì gần ba mẹ còn tốt, còn nếu mình không gần nhiều thì thời gian ba mẹ không biết mình là ai đó nhá. Thì cũng chín mấy tuổi rồi, mang xăm chưa, nhai Đeo đi. bón thêm Ăn lại chậm thôi. quá à. Đó, Ăn bón bón trong cái ăn lẹ lên, sợ. uống nước không? Hôm qua làm việc. Dạ bố uống nước không? Mua, Làm ở nhà làm, bà xã con bà mua mua bột về, rồi mua trứng rồi thịt, rồi bà bầm ra rồi bà làm con thôi. bò nó bắt rồi Dạ nhiều lần cho ăn nhân dạ thì không ăn có trứng, trứng là trứng cút á, trứng cút nhỏ con xíu nè, bò nó rõ rõ nó trứng cút, đây là trứng cút. Thì năm nay mẹ mình 90 93 rồi đó, ba mình 95 rồi. Là ba mình đi đi yếu lắm, đi rất là bị té rồi, rất cẩn thận, của già rỉa té lắm, già mà té rồi là xong rồi đó bạn, sao còn nên mình rất là cẩn thận. Hết chưa ba? Chút xíu đi mà, ăn đi, ăn nước là bà ăn đi mà, năn nỉ mà ăn còn năn nỉ nữa, khổ lắm. Cứ già mình có ép được nhau này ép các bạn, chứ ép ăn chút xíu cũng được, chứ mà nhiều lúc tuổi già họ ăn á thì họ không có còn có biết nữa, cứ ăn thôi. thôi Anh ăn xíu đi, thì ba ăn cái này đi, ăn thịt, thôi ăn ăn cái nữa này thôi, ăn cái này nó mềm nè, cái này nó mềm thôi, thôi ăn bột nó, cái này nữa nó mềm, thôi cái này nó mềm. em Để bữa nào mua cua cho má ăn, cua là xé cho có ăn ngồi quá ha. nên sinh nhật Để tuần sau đi, chồng mới yếu lắm không ăn cái này, ăn cái này nó mềm hơn, mắm thịt ăn bạn, cái này mềm, cái này mềm con lắm. đứa con quanh nhân quan Để đừng ăn ăn thịt để nó cứng, ăn mày này cho cô nếu trứng. có bắt đầu rồi Dạ làm cái chuyện đặc sinh đặc lần yeah. biết được coi Ăn xong chưa ba?
chín bây giờ rồi. Chứ mà thường thường với ba mẹ mình nói là mình tối đó mình cho ăn ăn đêm một ăn chút chút thôi, chứ không ăn nhiều, mỗi tao ăn chút xíu, ăn thì xíu xíu thôi, cho ăn nhiều hơn không có nổi đó, ăn nhiều thôi. Thì ăn cái này đi mềm, cái này chút xíu đi mà, năn nỉ mà ăn xíu đi, mắc cỡ gì, ăn đi xíu đi. Bà lại Ơi, có ba mình xử luôn. Ngồi đây sợ ngồi, để đây ngồi chơi cho lắm mừng đi, để đây tính lắm, sống này dẫn từ từ đi đợi tiếp, đợi tiếp, đợi tiếp, dẫn đi. dưới này bỏ tới À, đây đang chịu, đang dẫn đi, đi ra thì để con chào ba ăn sau, má đi ra đi bộ từ từ, từ từ đi, mình té đó. Cho ba mình giờ cũng 95 rồi, cho mẹ mình ăn chút xíu thôi, giờ còn ba mình chưa ăn, ba mình chưa ăn lê rai, nhưng mà giờ cố xin nhiều cố ghen rồi để em bên còn Mỹ này khổ lắm bạn muốn ơi, ăn đi làm đâu suốt thôi, về là cũng về nhà thôi, thì cũng lo ba mẹ thôi, ông còn ngoài ra không có gì mà vui hết, chứ về gặp ông bà là vui rồi đó. Mong sữa vô không, thì bạn bè nào còn ba mẹ thì cứ cứ rảnh rỗi về lo cho ba mẹ nhiều hơn nhé, còn ba mẹ đi rồi thì coi như mình không còn ai nữa lo nữa nha, nó buồn lắm. Thì có đồ ăn rồi những cái gì mà ba mẹ thì cái mình cứ mua về cho ba mẹ ăn, còn không chứ thì mình không tự bỏ nổi làm. nước trên Ba mình giờ hết nói rồi, giống như lên là bỏ không còn rửa cái tí nước nó buồn cái gì không còn luôn minh mẫn như hồi xưa nữa, sau một năm mình sau là nhớ khác nhiều nhớ lắm. lật tí nữa Một năm trước á, thì ba mình còn biết mình, giờ về ba mình không biết mình ai hết, nên mình mẹ mình còn biết mình tên tuổi mình nha, ba mình thì không biết mình nữa, buồn lắm bạn ơi. Giờ nằm đó thôi, rồi ăn rồi đi phải dịnh đi thôi nha, khổ lắm, ăn đi ba. Thì cuộc đời nó lẹ lắm mọi người thấy đó mà, chứ mấy chục năm, bao nhiêu năm đi qua nhanh lắm ông nhé. làm trẻ tuổi Dạ. dữ vậy Nằm ba ông mình giờ nằm chờ lấy nói ông từ đỡ nói đòn dạ, nói sáng đêm không biết gì hết, cái nói rồi mình không biết nói gì luôn đó. em Không biết nói gì ăn rồi cái nằm đó nói rồi chứ mình phải thức sáng đêm mình coi đó, nhiều lúc người ta ba mình sáng em đêm trèo té đó. Rồi ông đi chậm chậm thì ông té, cho đó mình phải canh hoài à. Rồi ban ngày còn đi làm nữa đó biết không? Ráng thôi. Cơm đi ăn đi, ăn là ráng đi mà. Ăn đi, ăn cho khỏe. Dạ. Yeah. Đeo lăn chai nước, mới uống nước chưa? mà không bắt đầu Yeah. Má ăn muốn muỗng không? Má. Muốn nữa. Ngán hả? Để ba ăn là chứ ba mẹ ăn là phải lóc ra ép. ngoài Mình ép dữ lắm, dính lại ép vừa ăn chứ còn không ép không bao giờ ăn hết á. Ba mua đi, uống nước đi, uống nước đi. Dạ uống nước. đang nặng nó không không Nước. Uống nước. Chứ thật ra cái ba mẹ mình á, qua Mỹ cũng lâu rồi, hồi qua trẻ lắm, còn trẻ hơn mình đó. Đó. Rất là mạnh, trẻ hơn mình rồi, thời gian 40, gần 40 năm sau lại xuống khác hẳn nha bạn. Thời gian nó trôi qua rất là nhanh, mình thấy hồi đó qua mình còn nhỏ lắm, rồi mẹ mình rất là trẻ, ba mẹ mình rất là trẻ, còn thanh niên mà sau chừng bốn ba gần 400 năm sau là ba mẹ mình sụm rồi, nuôi con cái lớn lên rồi thành tài là sụm hết rồi, tội lắm, nên mình cũng có hiếu với ba mẹ mình nha. Vì không à có tuổi già nhiều bao lúc nhiêu cũng nợ hơi không hơi hơi khó tính, nhưng mình rác rất chịu nha bạn, tuổi già thì ai cũng vậy thôi, nhiều lúc con người nó hơi nóng tính đó, thì ba mẹ mình cũng lúc cũng thỉnh thoảng thì cũng đến thay đổi sao chút mà đỉnh, nó có đồ nên mình mình ráng gặp chịu đựng thôi không nha, chứ đừng có bao giờ thấy ba mẹ mình có dữ dằn cái đồ mà mình mà lãi đi, đó là mình thất bại, mình không có đạt không được, mình do đó mình phải ráng ráng nuôi ba mẹ ngày nào thì mình mừng ngày nấy, còn sống là mình còn mừng rồi. Tuổi mà từ chắc thì nó có làm được tuổi không? mà 80 trở lên, 90 trở lên là bạn không biết ngày nào nha, uống đi ba. Mình cho ăn ba mình xong rồi mình sẽ ép mẹ ăn tiếp, thì mẹ mình ăn á, mẹ mình cứ né né hoài à, không có không chịu ăn. À, cái nhà Đó. nhả ra rồi. Dạ. Ba mình đi ngồi cái nằm nói sáng đêm không ai ngủ được đâu, nói dữ lắm. Mềm ba, đánh mềm bây giờ băng đi. Thì cái này mình làm nát, mình cái bánh này bánh bánh giò đó mình phải làm cho thật là mịn ra, thì cái từ già răng rụng hết rồi, không còn mà còn một hai cái nhai không được đó. Cho nên các bạn phải mình phải đánh nhuyễn cái này ra.
đánh giống như cháo luôn, đánh nát hết rồi mình nó bổ vô về chia ba mình nuốt thôi. Chứ tuổi già thì không có thể nào mà nhai cơm được các bạn biết không, mình phải đánh nhuyễn ra. Còn nếu mà đeo nguyên nguyên cục cứng quá đó thì bắt buộc là bố mình phải nhả ra hết à, mà đánh ra giống như là nhuyễn luôn đó, nhuyễn như bột luôn đó thì mới ăn được. Bạn đi. Ừ. Thì chắc tuần sau mình sẽ đổi món, mình chắc mình sẽ mỗi ngày mình cứ mua một món khác nhau mình đổi cho mẹ ba mẹ ăn ha. Ăn hoài một cái cũng hơi ngán lắm. Đó. Đánh 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 nhuyễn ra cái ăn lẹ lắm, còn không đánh nhuyễn ra cái nhai cái phun ra ngoài trơn à. Bởi cái bánh giòn lúc nó cái thịt nó cũng cứng đó. Thì đó mình dầm dầm cho nó mỏng thiệt mỏng ra, thật mềm ra mình mới bỏ vô vô miệng ba mình là mình nuốt liền thôi. Còn mình để nguyên một cục đằng quằn đó là không không có coi nuốt được đâu, tuổi già không có răng, răng còn một hai cái nhai cũng không có được đó, nên mình phải dầm dầm mịn hết ra. Cho uống nước, uống miếng nước đi ba, uống nước cho nó dạ. Đây hôm nay nóng lắm bà ơi, ngoài trời nhiệt độ cả 100 độ ngoài, nóng quá nóng. Mình đi làm chạy về nó kẹt xe dã man luôn. Mình về mình chưa chưa có thay quần áo, các bạn thấy không, mặc quần áo nguyên luôn rồi, rồi cho bà già ăn trước. Bằng nước Ăn chưa? cho nó chết mẹ, nó đùa là hả? Dạ. Nó là sao? Có lớn Cái nên tuổi nó lớn có già áo đã mà ăn có mình phải lọ. ép. Chứ mình không ép không cách nào mà mình ăn bà, ông ăn thì hết được, ông bà già lớn tuổi là không có ăn được đó. Nên mình phải ép ăn thôi. Mình ép rồi cái mình chứ đừng có để mà giống như là đói, cái họ tuổi già không có biết, cái cho ăn là ăn thôi, còn không cho ăn cũng được, không đói nằm đó thôi nha, mà nằm tha thóp nguyên đêm không ngủ mà biết không, khi mà đói á, là không ngủ được, do đó mình phải cho ba mình ăn rồi rồi ba mẹ mình coi phim chút xíu rồi mới ngủ được nha. Bây giờ mình hành đất để cái ăn nó quan trọng lắm, tuổi già thì cũng không còn về kiêng cữ nữa, thì cứ thèm gì ăn nấy thôi nha. Thì mình đi bác sĩ cũng vậy đó, hỏi bác sĩ thì từ tuổi mà 90 trở lên thì ăn cứ được gì ăn, thèm cứ cho ăn thôi, mình không có kiêng cữ nữa. Thì may mắn ba mẹ mình là không có bị cholesterol, không có bị cao máu là rất tốt. Nhưng mình ăn uống thì mình cũng cũng cho ăn đều đều những cái gì ba mẹ mình thèm cho ăn thôi nha. Rồi cứ thèm cho ăn, cứ sống một ngày, ba mẹ sống một ngày là mừng lắm. Nhiều người ráng ráng, còn ba mẹ thì ráng ráng để mà có một cái nuôi dưỡng ba mẹ ha. Tội lắm khi mà đi rồi á, thì bạn cứ cũng làm lớn chuyện ra thì cũng không có đạt gì đâu, nên còn sống thì mình cho ăn, chết thì hết rồi bạn ơi, chết thì đi tro bụi rồi, không còn gì nữa hết á. Nên mình khuyên bạn khi ba mẹ còn sống á, mình cứ thèm về cho ăn, rồi những cái gì mình thích thì mình cứ lo ha. Đó là mình là hiếu thảo người con. Ăn đi, ăn gần hết cái bánh bánh giò Ăn luôn rồi, thấy hai không, con nó đi chị nữa. à, ăn gần hết bánh giò đấy chứ không đơn giản đâu. Ăn giỏi đi nha, cái bụng đi ăn giỏi giỏi cho con. Ăn á mới ngủ, còn không ăn á là thức tới sáng luôn á, phải bắt ăn. Cái bụng hơi căng rồi nè, cái bụng bự bự rồi đó, bụng to to đó. Ủa, cái thuộc nào? Dạ chứ nói thì con hiểu bà nói gì luôn nữa. Nước đi ba. Ừ, nước. À. Lấy trên tôi đều không lên nó thì gây quá. Ừ. Mình Cái tâm lý mình con biết nó á, ăn cái trên gì trên mềm rồi đều không? nha. Mình mà để cái cứng á, không bố ba ăn không có được. Thì ba mình còn một hai cái răng, một hai Nó cái răng còn thôi. một hai Sorry, con đi còn một hai thôi, nhờ cái rồi răng nhỏ nhờ xíu chết đằng trước nhờ thôi, nhập răng bộ. răng cửa còn hai cái thôi, do đó mống mống thôi chứ không ăn được gì hết. Do đó mình phải làm cho ba mẹ mình à. Thì nhuyễn ra nha, đánh nhuyễn ra thì ba mẹ ăn hết trơn à. Hồi nãy mình thấy đĩa hơi bị cơm cợm á, ăn lâu lắm, cái mình đánh nhuyễn Em ra cái tự nhiên ba mẹ mình nó nuốt hết bán trơn ra à. qua cái À. Mẹ mình á, cũng ăn cũng cũng khó lắm, nên mình phải ép ăn rồi mình chưa chưa giữ. nhận lỗi. Ăn miếng đi ba, ăn miếng nữa xong. Ừ, ăn gần hết cái bánh giò bự lắm bạn, bánh giò tăng gần ăn hết rồi đó. Rồi sao mình cho mẹ mình ăn tiếp nữa. Nó cái lần to quá nó Ừ. có chết nữa. Bạn hiểu ba mình nói gì không? Chứ Còn không. thịt gió bỏ lòng. Nói tới sáng bạn. Nói tới sáng luôn đó, cái nói ngủ cũng nói luôn đó, không hiểu nói gì luôn đó. Đó. Thôi mình cũng ráng thôi, ba mẹ mình mà. Giờ cái nói gì mình cũng ráng 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 thức mình lo ha. Thì tuổi lớn rồi thì tội lắm, không biết trời xa đất xa trời không biết lúc nào, nên do đó mình phải có gần gũi lắm mọi người. Bỏ cái nước đi. Nước này cho nó đỡ, nó mát khu đau một cái.
cứ ăn hoài à. Đó. Ba mình thì ăn thì mạnh hơn mẹ của mình, mẹ mình ăn ít lắm nha bà, ít lắm. Ăn cái bụng hơi căng căng rồi đó, bụng bự bự nè đó, cái bụng to to đó, thôi không cho ăn nữa, ăn nhiều quá ơi, bụng nó ớt bụng. Nước đó. Uống nước thôi nha, uống nước rồi mình chờ tiếp mami mình ăn tiếp. Buổi tối ăn giống như baby ngồi ăn rồi chút 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 đúng chút chút tầm chậm từ từ ha, mình không có ăn rồi hối thì cho người lớn tuổi ta ăn rất là lâu, nhưng mình phải có cái thời gian rất là lâu mình ngồi cho ba mình ăn ha, thì cái ăn uống này thì chậm chậm thôi. Con trai mà nó Thường thường người lớn chữa tuổi á, đó, đặt ra rồi là nó lớn tuổi á, ăn uống á, làm nào mình đó cho những cái chắc món mỗi là ngày khác nhau, nhiều lúc mình ăn một ăn hoài một món á, thì người lớn tuổi ta không thích ăn hoài ta ngán, nhiều lúc ta không hiểu gì thì lớn tuổi ta không có nhớ cái món nào hết nha, do đó mình nhiều cái món ăn á, mình cần thay đổi mỗi ngày thì mình kiếm những cái món lạ lạ như là những đồ ăn của biển, những đồ linh tinh này nọ khác nhau, thì những đồ ăn 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 chút 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 á. Còn nếu ép mà ăn cơm nhiều quá thì không có tốt, ăn gạo nhiều quá không có tốt, do đó mình đổi cái món khác thì ăn ít thôi. Rồi ba làm một muỗng nhỏ nữa đi, đừng cho má ăn tiếp tục. Đó. Ngủ quá hả? Rồi, giỏi quá, cứ suốt à. Ngon ba. Đó, ba mình giờ ăn rồi uống thuốc rồi ngủ thôi, uống nước đi ba, uống nước ngủ rồi để con thấy cây mom ha, mầm cái xong bụng hơi bự rồi không chăng nữa. À, ăn dễ thương không à. Này 95 tuổi đó bạn, chín mấy tuổi rồi không đó. được, không được Dạ chấp nhận chưa tính được cái chỗ đó của nói không hiểu nói không hiểu đố không hiểu luôn, con chưa thua. Ok giờ con cho con kia.